Xin chào mọi người đang xem kênh Anh Bảy Miền Tây nha. Hôm nay mình phát hiện thấy một cái bầy rồng rồng ở mương ngoài sau mọi người, nên là mình đi làm cây cần câu nhấp vịt này để mình nhấp con cá lóc đó nha. Rồi bây giờ mời mọi người đi theo mình coi mình nhấp cá nha. Đang nhấp cá mà gặp ổ ruồi trước mặt mà không ai nè mọi người. Đây, cái mày đưa cái mặt vô nó quýnh chắc chết luôn á, không thấy luôn á, giờ ngó lên mới thấy luôn rồi. Bị rồng rồng nó chui vô cỏ rồi mọi người ơi, cỏ nhiều quá cũng hơi khó nhấp một chút. Giờ mình dụ dụ cho nó ra chỗ trống cho nó dễ nhấp này nha mọi người. Dính rồi mọi người ơi. Hàng khủng, hàng khủng. Đây nè mọi người. Cá quá bự mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi mần cá nha mọi người. Con cá này nó chắc cũng gần ký á mọi người. Cá này lâu năm dữ rồi. Hồi đó giờ nó cũng đẻ liên tục mà mình không có nhấp mọi người, hôm nay mình mới nhấp. Còn một con cá trống nữa nha mọi người, nhưng mà bây giờ sắp chiều rồi, nhấp nó lâu quá. Con này nó cũng ít có táp lắm mọi người, nó không có sung, nhấp cũng cả tiếng đồng hồ nó mới chịu táp đó. Mấy con này nhỏ 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 táp nó mới sung dữ. Rồi mần cá xong rồi nè mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đem đi nấu cháo nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt nồi nước lên để mình nấu cháo nha mọi người. Mình sẽ nêm trước vào đây là 1 tí muối nè,
ngọt nha mọi người. Đây là hạt nêm cờ no mà hạt nêm chai á. Cái này nó có hương nấm ở trong mọi người, bỏ vô chút cho nó ngọt nha. Mình không có nêm đường nha mọi người, nấu cháo là đừng nêm đường nó ăn nó tức quớt à. Còn bên đây mình sẽ bắt lên mình rang một ít gạo để một lát mình nấu cháo nha. Nấu cháo mà rang gạo thì nó gạo nó sẽ thơm với lại nó mau nhừ hơn đó mọi người. Rồi sau khi gạo nó vàng rồi đó mọi người, thì bây giờ mình sẽ cho vào cái nồi nước luôn nha. Rồi mình sẽ cho cái phần cá này vào luôn nha. Cá mình cho vào cái lúc mà nước nguội nguội ấm ấm đó mọi người, cho nó đỡ bị tróc cái da. Mình cứ nấu vậy đi, một lát mình cá chín cái bắt đầu mình vớt cá ra. Rồi nấu một hồi cá chín rồi, bây giờ mình sẽ vớt cá ra để nó nát hết nha mọi người. Rồi sau khi nấu một hồi thì mình cháo nó gần nhừ á, rồi mình sẽ cho hết cái phần nấm rơm vào nha mọi người. Nấm rơm này nó mắc ghê mọi người, tới 100 mấy một ký lận. Nấm rơm xịn. Còn mà ba cái nấm mà đen đen nấm nở thì nó có mấy chục ngàn ký mọi người. Nấm này tới 150 ký nên mình mua chỉ có 200 gram thôi, về nấu cho nó ngọt thôi. Rồi sau khi nấm rơm đã chín rồi thì mình sẽ cho tiêu với hành rồi mình tắt bếp nha. Tiêu với hành vào. Nếu mà mọi người muốn ăn tỏi phi thì mình cho vào cũng được. Rồi mình nhắc xuống nha. Rồi xong rồi nè mọi người ơi, bây giờ thì cũng chiều rồi, mình mời mọi người ăn cháo cá lóc chung với mình luôn nha. Mình sẽ ăn với rau đắng mọi người. Này là rau đắng biển, không có rau đắng đất nên mình đã rau đắng biển.
Mình thử miếng cháo nha mọi người. Ngọt mọi người, nó có nấm rơm á. Nấm rơm ngọt. Mình sẽ ăn với nước mắm trắng với ớt nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái miếng thịt này trước đây. Đây. Chấm miếng nước mắm, mời mọi người nha. Có sườn dính. Thịt ngọt lắm mọi người. Làm miếng rau đắng. Rau đắng á, mình ăn với cái này nó không có thấy đắng mọi người. Mình sẽ làm cái ruột cá lóc nha. Cái này là ngon nhất của con cá đó mọi người. Nãy nó bị bể mật. Nhưng mà không sao, mà cá lóc nó cũng không có đắng mấy. Mật cá lóc ăn cũng tốt mọi người. Mời mọi người nha. Nó béo. Quá đã. Cháo mình nấu có 1 miếng hả mọi người. Tại vì có thằng con mình đừng nấu nhiều nó mất cái chất ngọt á. Làm miếng thịt. Cháo ngon mùi. Nồi cháo quá xuất sắc. Rau đắng này lâu lắm mình mới ăn lại nè mọi người. Mình đi mấy cái quán cháo á, thì có rau đắng đất. Rau đắng đất giờ người ta trồng người ta bán nhiều. Mình ăn thử coi, ăn sống coi nó đắng không nha. Không đắng mọi người. Dịu dịu à.
Đây là cái ức nè, cái ức cá mình nè. Ức cá nạc không à. Rồi, ở đâu lên nhạc hả? À? Mấy gà nãy nhôi kìa. Nãy cho ăn rồi mà cũng còn nhôi á. Chắc ít bữa mần gà ăn cơm quá mọi người ơi. Gà nhiều rồi. Cả đó ăn được rồi. Nuôi hoài cũng tốn lúa. Cháo ngon quá. Cháo giờ muốn ngon hơn cá à. À rồi, cháo nó ngon. À, đã quá mọi người. No rồi. Thôi mình xin kết thúc clip ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình nha. Nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha. Mình sẽ ra những clip hay hơn cho mọi người cùng xem nữa nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha.